tiếp tục test trở lại các bạn. Đây thì các bạn cũng đã biết đội hình của năm nữ phối hợp của nhạc sĩ cũ. Đây cũng là ông vua ghe ngó đã từng lừng danh tại tỉnh bạn các bạn. Đây thì thể loại test là nam nữ phối hợp của nhạc sĩ cũ tại sông Cầu Wow. Nhạc sĩ cũ chúng ta đã mới đóng chiếc ghe này thì ghe mới đã vắng bóng mấy năm nay, nhưng bây giờ thì bắt đầu sẽ đóng ghe mới sẽ thi đấu trở lại, nhưng mà đợt rồi thì thi đấu đã thất bại tại ở huyện Rồng Riềng. Đó thì do là một số kỹ thuật. Và bây giờ thì đã trở lại có mặt tại sông Cầu Wow. Thì mời mọi người đón xem thì để ngày mai là sẽ vô trận đua thì chúng ta sẽ biết kết quả của nhà sĩ cũ sẽ có được phong độ như ngày nào trở lại hay không. Đây các bạn, đội hình của nha si chùa cũ nam nữ phối hợp. Chưa có tăng tốc đâu nha các bạn. Quá đẹp. Đây cái máy dầm của các chị em. Hay cha, kéo gò lên rồi các bạn ơi. Quá lịch lãm luôn chưa. Quá đẹp rồi. Nam nữ phối hợp của nhà sĩ cũ. Chưa có tăng tốc đâu nha các bạn. Bắt đầu lại tới đó, bắt đầu là có thể là sẽ xuất phát, sẽ tăng tốc lên, tại vì lên đó thì có thể nó sẽ gần cái điểm đích. Quá đẹp, quá điều. Bây giờ mới tăng tốc kìa. Rồi, cuốn hình rồi. Quýnh nước rút đây các bạn. Quá xa rồi các bạn. Rồi nha sĩ cũ tiếp tục test trở lại nha các bạn. Đây thì tập nam nữ phối hợp tiếp tục test trở lại nữa.
cái lúc nhỏ thì mình cũng đã mới bắt gặp được là đã thấy được cha xong rồi, đã tới Gò Quao rồi, nhưng mà không biết bữa nay có đập giọt hay không thì mình cũng chưa thấy nha các bạn. Đây thì ở trước mặt mình thì chỉ là cái cây cũ thôi. Quận, nhưng mà hình như thì cũng đã thấy thông vô, cũng đã vô rồi, không biết còn tạm nữa hay không. Bên này thì mình cũng chưa có đánh giá được các bạn, tại vì đây thì đang bơi cũng như là mình bơi cho nó đều, chứ thật sự là cũng chưa có quấn đòn chiến. Ây trời, quá khoái rồi, anh em hô lên dữ rồi. Rồi chắc có thể là kết thúc bữa tập bữa nay quá. Có gì của nha sĩ cũ nha các bạn. Rồi vậy thì thấy ghe thì đã đâm cho vô, nhưng mà chắc có thể là đã vô nghỉ. Rồi bơi vô luôn. Thông vô thì anh em chắc đã nghĩ hay gì mình không thấy ghe ra bơi nữa nha các bạn. Rồi thêm là cây chôm nữa. Ây cha, còn bơi nữa sao mà thấy lưng đinh đây à. Bơi nữa hay là ghe cái đít vô nữa. Rồi vậy là chắc ngon là này. Rồi vậy thì nha sĩ cũ chắc đã hoàn thành cái buổi tập của mình các bạn. Rồi bây giờ thì cây chôm các bạn. Rồi bây giờ tép lại nha. Rồi các bạn cùng xem thì bây giờ cây chùa cây chôm đã có mặt tại dòng dòng sông Gò Quao. Đây là tép lần cuối cùng để cho
vào ngày mai sẽ vô cuộc đua các bạn. Trời ơi, cái cho phóng kìa các bạn. Đấy. Đây thì cây chôm ke ngô cũ nha các bạn, chứ không có đóng ke ngô mới nha. Sơn sửa lại. Thì ke ngô cây chôm thì các bạn cũng đã biết thì đã từng đi đấu tỉnh bạn, mới đấu ở Trà Vinh hồi năm rồi, nhưng mà đã không có giải nha các bạn. Thì năm nay chúng ta không có đi thi đấu ở tỉnh bạn nữa, tiếp tục đấu ở huyện nha. Đây ke ngô cây chôm. Nhảy kìa các bạn. Ghê vậy. Wow. Chưa biết là sao. Theo mình thấy thì chắc có thể là đã chưa đạt đâu các bạn. Tại vì nếu mà đã đạt thì anh em đã hồ lên một cái là dữ lắm lớn rồi. Nhưng mà cái này theo mình nghĩ thì chắc có thể là đã chưa có được được theo ý đâu. Thế cho nên là anh em chưa thấy ai có cái sự mà vui mừng hết. Đó, nếu mà được rồi là anh em hồ lên một cái là dữ lắm lớn luôn. Đó là duyên đã đạt nha các bạn. Còn cái này thì theo mình cảm thấy thì chắc có thể là đã chưa đạt. Thì chắc có thể sẽ chỉnh sửa nữa. Tại vì hồi nãy giờ gọi đất ra thì cái chuồng cây chôm ra nãy giờ thấy chỉnh sửa cũng khá nhiều. Chỉnh cũng nhiều quận lắm các bạn. Thì nói chung là chuồng cây chôm thì đây là cũng là trong thế hệ đội ghe mạnh, đã từng đi đấu tỉnh bạn nha các bạn. Cũng đã từng đương kim vô địch ở ở Gò Quao. Thì 2022 mùa rồi thì đã đương kim vô địch thì nhà của tổng quản nha, nhưng mà sốc sâu một thì đã đạt tới hai giải đương kim vô địch và một giải á quân, nhường ngôi lại là 1200m lại cho là tổng quản thôi. Còn cây chôm thì mùa rồi 2022 thì không có dự ở huyện các bạn, đi đấu tỉnh bạn là tại tỉnh Trà Vinh. Đó, bây giờ thì có mặt lại tại ở sông Gò Quao để dự giải đua huyện. Không biết là sao nhưng mà chưa thấy anh em vui mừng thì chắc có thể sẽ vô chỉnh sửa tiếp tục nữa thôi. Cái cây chôm thì chắc sửa và sơn lại các bạn, cho nên mình thấy cái màu nó khác. Hồi nãy mới ra là mình nhìn không ra luôn nha. Tại vì bữa hổm đợt mình quay đợt trước đi thi tỉnh bạn thì sơn là cái màu xanh, nhưng mà chuyến này thì màu vàng xanh đỏ luôn, màu xanh cam á, đỏ cam á, cho nên mình nhìn nó cũng không ra. Hồi nãy mình tưởng là của cà nhung hay là thun vô, rồi hồi nãy cái đút nhỏ ra thì mình tưởng là của cà nhung đấy. Chắc có thể vô chỉnh sửa nữa các bạn. Tức gì quên rồi. Ghe này nè. Hôm nay mình gặp chiếc ghe idol, nhưng mà idol gì mình quên nha các bạn. Idol quay về cảnh là săn bắt trên kinh trên sông, nhưng mà mình đã quên nè. Rồi hôm nay mình thấy trên ghe toàn là người đẹp không? Thôi người nào người nấy đẹp, quá đẹp luôn rồi. Phải rồi, chỉ không ở công ty á. Lại đây ghẹo với mấy anh gai ngon à. Đó, ngon à.
chiếc ghe giống vậy mà đậu là mình thấy để chữ luôn, để chữ YouTube cái gì đó mình quên nha các bạn. Nhưng mà cái này thì không biết phải hay không, mình thấy giống thôi, nhưng mà không có thể để chữ, mình nghĩ chắc không phải quá. Đứa nào đăng ký về cây trơm nè. Chọc nghe ngon chùa cây trơm. Chú về chú còn phải đi sữa.